Lưu tâm những giò chuỗi ngọc hoa xinh như thế này cả nhà ơi, bây giờ lại đang có nụ tết cho cả nhà. Đây nè, chuỗi ngọc cái giò này là mùa hoa nở vừa rồi nha, nở mùa vừa rồi tại vườn hoa Lan Trọng MBS thì các anh chị nhà mình có thể tham khảo được hình ảnh hoa thực tế. Đây nè, ngoài những cái chậu nhỏ giá chỉ có 190 ngàn thôi, đang nụ tết nha, thì em còn có một cái giò to tác phẩm như thế này nữa cả nhà ơi, xem nè. So với người em đi ha, cái giò này trời ơi các anh chị nhà mình ơi, chơi hoa tết là rực rỡ, hoặc là mình có thể mình biếu tặng, mình về mình treo nhà ba mẹ hoặc là anh chị em nhà mình á, em phải nói là rực rỡ luôn cả nhà, đang nụ rất là nhiều nha, nụ rất là nhiều, cái này là em đã làm hoa tết cả nhà ơi. Chờ em một chút nha, phiên hôm nay em lên nhiều mã đẹp lắm cả nhà ha. Rồi em sẽ lên đầu tiên nè, đây là mã A1, cái này là chuỗi ngọc, những cái chậu chuỗi ngọc thuần khỏe thì em bắt đầu em sẽ làm hoa tết, cây toàn bộ là đang nụ này cả nhà ha, đang nụ cho các anh chị nhà mình chơi luôn, để bàn cũng đã rất là xinh và đẹp đẽ rồi. Rồi mã A1 chuỗi ngọc đang nụ nha, giá sẽ là 190.000 một chậu cả nhà ơi. A1 190.000 một chậu. 190 một chậu, anh chị nhà mình muốn làm một cặp mình để bàn thì cả nhà mình xem thử có đủ độ sum không, mình kê lên chỗ nào mình cũng để nó đẹp hết cả nhà, 190.000 một chậu. Còn hoa thì các anh chị nhà mình cũng thấy rồi, video tại vườn em ha. Đây nè, rất là nhiều hình ảnh hoa chuỗi ngọc nở tại vườn làm tư liệu cho các anh chị nhà mình tham khảo được cái lúc nó hoa nở thì nó bung đẹp như thế nào. Rồi tiếp theo kiều vuông nè. Kiều vuông thì đang nụ luôn cả nhà ơi. Những chậu như thế này cả nhà mình sưu tầm để bàn đi. Mã A2 kiều vuông giá sẽ là 150.000 một chậu cả nhà ơi. Giá 150. 150.000 một chậu, đang nụ nhỏ nhỏ xinh xinh nè cả nhà ơi. Một chậu nó cũng được khá nụ á, mà giá hôm nay rất là rẻ. Cả nhà thấy không? Nó đã trồng thuần khỏe thì em mới làm hoa nó ok và nó đạt được, và đến khi cho hoa thì nó sẽ rất là khỏe. Anh chị nhà mình muốn lấy 2-3 chậu thì cả nhà mình cứ tranh thủ mình gộp đơn, mình đóng một thùng luôn cho nó tiện ship cả nhà ha. Cái hàng này, cái này thì bên em cũng có cũng có đôi 30 chậu thôi nè cả nhà. Đây nè, đây là một cái chậu kiều vuông, cũng là size chậu nan phụ như thế này luôn đó, chỉ còn mình 5 bông hoa nở thôi là cả nhà mình thấy nó đã tròn xinh và sum như thế này chưa. Giá 150.000 một chậu, lấy chuỗi ngọc kiều vuông hoặc là nghinh xuân đang nụ ngay cả nhà ha. Rồi tiếp tục mã cái này là sẽ là A3. Mã A3 cái này là hoàng thảo vạch đỏ cả nhà ơi, hoàng thảo vạch đỏ, cái này là những chậu để trồng thuần khỏe nè, mầm tơ đang lên nè. Rồi mã A3 giá sẽ là 170.000 một chậu cả nhà ơi. A3 170.000 một chậu. Cây đang lên mầm rất là khỏe, mà riêng về cái dòng này hoa nở ngoài một tháng, em đang có 2 chậu, mẹ nào em có cái cây tương tự thì em sẽ lên. Anh chị nhà mình muốn lấy 2 chậu hoặc là hai anh chị nào mình muốn sưu tầm thì cứ chốt theo mẹ nha. Em có. Rồi tiếp theo nè, cái này là A4. Nghinh xuân rừng đang có nụ cả nhà ơi, một chậu, chậu này thì size nó sẽ nhỉnh hơn, còn chậu này thì size nó hơi nhỏ thôi. Rồi combo hai chậu này, nghinh xuân rừng đang nụ hoa rất thơm cả nhà. Rồi một mẻ duy nhất như thế này, 370.000 hai chậu cả nhà ơi, 370.000 hai chậu. Lưu ý giúp em nha, nghinh xuân rừng nè là nó sẽ có những cái lá chân từ hàng rừng về như thế này, em không cắt bỏ đâu, mình cứ để mình chăm nó đủ nước non thì nó vẫn rất là căng. Đây nè, cây ăn nắng rất là khỏe, cho hoa tự nhiên nha. 370.000 hai chậu, một mã duy nhất cả nhà ơi. Rồi tiếp theo Hạ Yến nè, Hạ Yến mã A5. Mã A5 em đang có mùa chậu sum này cả nhà ha. A5 Hạ Yến giá sẽ là 490.000 một chậu cả nhà. Dòng này rễ gió cực kỳ khỏe. 490 cả nhà ha. 490.000 Hạ Yến, em đang có 2 chậu luôn. Cái này em đang có 2 chậu, chậu nào cũng sum như nhau hết cả nha. Em đã lên phiên là giá nè, nói chung là cây nào nó sẽ theo cái giá trị của nó cây đó nha. Hạ Yến, các anh chị nhà mình sưu tầm đi. Trời ơi, riêng cái dòng này cả nha, xem nè, hoa nở mùa vừa rồi tại vườn, riêng cái dòng này cho hoa tự nhiên cả nha. Riêng dòng này nó cho hoa tự nhiên. Đây nè, hoa nở mùa vừa rồi nè, xinh lắm. Cái màu ở ngoài của nó xinh lắm, nó nở nối á cả nha. Rồi tiếp theo, cái này là A6. A6 Sơn Thủy Tiên, giá sẽ là 180.000. Sơn Thủy Tiên 180. A6 180.000. Tranh thủ phiên hôm nay nhiều mã xinh lắm cả nha. Các anh chị nhà mình tranh thủ cả nhà mình gộp đơn nha. Rồi A7 chậu này giá sẽ là 250.000. A7 250 cả nhà ơi. Các anh chị nhà mình cứ gộp đơn nha, Sơn Thủy Tiên hoa vàng và dòng này thì hoa thơm cả nhà ơi, Sơn Thủy Tiên. Rồi tiếp theo A8 nè, A8 em đang có chậu Sơn Thủy Tiên này nữa, thân củ to mập, nó có vài cái cây dương sỉ đây nè, thì giờ em thấy nó vẫn xanh, nó nhìn nó xinh xinh đó. Còn nếu mà về nhà anh chị nhà mình nếu không thích thì cả nhà mình cứ vặt đi giúp em nha. Đó, em cứ để vậy thôi nè. Rồi A8 Sơn Thủy Tiên giá sẽ là 230.000.
Trời ơi, phim hôm nay rất là nhiều mã đẹp cả nhà ơi. Còn có hồng nhạn, bạch nhạn. Hồng nhạn, bạch nhạn thì nói chung là dòng này hoa rất là xinh, rất là tươi, vòi hoa dài khỏe. Rồi A9 cả nhà ơi, em đang có một cái giò này là hoa lan đuôi chồn, chiếp trên một cái giò gỗ thế nằm ngang như thế này này cả nhà. Nhìn nó cũng rất là nghệ thuật nha. Rồi A9, hoa lan đuôi chồn, mã này giá sẽ là 650.000 cả nhà ơi, 650. 650.000. Xinh lắm cả nhà ơi, đến khi cho hoa là nó thông những chuỗi hoa rất là nhiều xuống dưới đây. Chồn thì được cái là vòi hoa nó dài nè, hoa nó nở cũng khá là bền, dòng rễ gió thì nó dễ chăm sóc cả nhà ạ. Rồi tiếp theo A10. A10 cái này là nhạn tháng 4 cả nhà ơi. Nhìn cả nhà mình xem có nghệ thuật không? Ghép lên trên một cái đế gỗ nè. Xong rồi ở dưới là có một cái thớt nữa, thì cả nhà mình có thể mình để trên cái bàn bàn đá nè, mình để đôn gì cũng được. Nhìn cái phong cây thì rất là xinh nè. Cái ở sau thì em cũng lại ghép thêm rất là nhiều cái cây nhỏ vừa nữa, tạo độ sum á cả nhà ha. Rồi mã nhạn tháng 4 A10, giá sẽ là 950.000 cả nhà ơi. So nè. 950.000. Phong cây như thế này nè cả nhà ơi, phong cây đẹp ha, phong cây xòe đẹp. Nhạn tháng 4 cái mùi hương của nó sẽ là mùi hương thư giãn, đó là mùi chanh xả. Đây là một cái chậu nhạn tháng 4 mùa vừa rồi nở tại vườn em này cả nhà. Nhạn tháng 4 nha. Đó, một cái chậu bung hoa lên là rất là xinh, mà cái mùi hương của nó lại là thơm. Thơm cái mùi thư giãn lắm cả nhà, cái mùi chanh xả. Hoa lan thơm mùi chanh xả cả nhà, rất là đặc trưng. Rồi A11 nè, nhạn tháng 4 anh chị nè, nhà mình mà muốn sưu tầm chậu nhỏ hơn, em có luôn. A11 nhạn tháng 4, một chậu của nó là 2 cây nha cả nhà, 2 cây. Giá sẽ là 190.000 một chậu, 190 một chậu cả nhà ạ, sưu tầm. A11 190.000 một chậu. Cái này là do tại vì em trồng tại vườn, em trồng cho nó, nói chung là diện tích nó không được nhiều về cái khu chỗ nhạn đây, thì em trồng chậu đây thôi. Về nhà anh chị nhà mình có thể muốn ghép sang chậu gỗ, nhìn phong cây nó sẽ đanh cây nhìn nó dễ trị hơn. Thì anh chị nhà mình duy cắt cái chậu này ra thôi, mình dời cái khúc gỗ mình cố định lại một chút giúp em là được nha. Rồi mã này A12, nhạn tháng 4, chậu này sẽ là chậu 3 cây, 1, 2, 3 cây nha cả nhà. Đến khi cho hoa thì sẽ cho nhiều vòi hoa. Rồi A12 giá sẽ là 270.000 cho một cái chậu nhạn tháng 4 3 cây cả nhà ơi. Sưu tầm đi cả nhà, nhạn tháng 4. Rồi cái này là kiều vàng cả nhà ơi, kiều vàng mã A13. Em đang có một chậu như thế này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là mầm tơ mới lên nè, mầm tơ cũng mới lên, nhìn nó bóng bóng ha. Ở dưới đây đang có một mầm nhỏ rồi, chậu này giá 145.000, sưu tầm làm giống đi cả nhà ơi, 145 nha. Rồi kiều vuông lộc bắc A14 này cả nhà ơi, trời ơi cả nhà xem nè. Phong cây, phong lá gì cũng rất là đanh luôn. Giá sẽ là 180.000 một chậu, 180.000 một chậu nha cả nhà. Nè, xem cả nhà xem nè, cây đựng cũng đã thuần rất là khỏe. Cây thuần rất là khỏe anh chị nha, mình xem nền rêu nè, phân bón cũng đầy đủ cả nhà ha. 180.000 một chậu cả nhà nha. Sưu tầm dòng này đi, kiều vuông, hoa hương thơm nhẹ nhàng. Quế trắng nè, A15. Quế trắng A15 em đang có một chậu như thế này. Mã quế trắng giá sẽ là 360.000 một chậu cả nhà ơi. 360.000. Tại vì nó ghép cái mặt nào em cũng thấy nó đẹp hết cả nhà. Tại vì cái quế trắng là cái form lá nó như thế này nó đẹp nè. Mặt trước nè, bên đây nữa nè cả nhà. Đây, mặt đây cũng đẹp, nhìn cái phong cây đây nó toàn diện á cả nhà. Sau này những cái vòi hoa sẽ chỉ ra. Quế trắng thì hoa rất là thơm, hay còn được gọi là quế lan hương nha. A15 quế trắng 360.000 cả nhà ơi, 360 nha. 360.000. 360.000 hoa lan quế trắng. Em đang còn 2-3 giò nữa cho em lên luôn cả nhà ơi. Hoa nó sẽ như thế này, khi mới nở nó sẽ có màu sẽ là xanh cốm, hoa nở căng lên là nhìn nó sẽ ra ngà ngà trắng cả nhà nha. Rồi A16 nè. Trời ơi, cái chậu đây như thế này, những cái dòng rễ gió nó rất là khỏe. Và anh chị nào nhà mình muốn cho nó ok hơn nè, có thể mình điều chỉnh rễ, mình cho nó chỉ vào trong chậu, ôm vào trong chậu, thì sau này mình tưới nước hoặc là mình cho phân thì nó sẽ hấp thụ nó ok hơn được nha. Những cái rễ gió như thế này dễ chỉnh lắm cả nhà ơi. Rồi, mã này sẽ là A16 nè. A16 quế trắng, giò này thì tròn đều, mặt nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Quế lá xếp nha, form cây lá xếp này cả nha. Rồi, mã này giá sẽ là 550.000, 550 cả nhà ơi. Quế trắng nha, quế lan hương. 550.000. Trời ơi, một cái chậu rất là xinh cả nhà ơi, nó tròn xinh lắm. Để bàn mà nó cũng rất là đẹp luôn rồi. Rồi A17 nè, A17 chậu quế trắng này thì nói chung là phong cây rất là VIP cả nhà xem nè. Phong cây lá xếp đẹp ha, mặt đây cũng phong cây lá xếp đẹp nè. Có một cái cây này thì do là phong cây lá xếp thì em cũng gộp vô trong, ghép vô trong chậu luôn. Nó đang để cây con rồi nha cả nhà, nó đang để cây con rồi. Nên cái mẻ này em sẽ bán với giá là 780 nha, 780 cho một cái chậu quế trắng này cả nhà.
Trời ơi, nhìn rất là đanh cay ha, bên vườn trồng ăn nắng khỏe lắm cả nha. Những chậu như thế này là các anh chị nhà mình mùa tới chơi hoa vô tư luôn. 780 cả nha ơi. 780.000. 780.000 hoa lan quế trắng. Rồi E18 nè, kiều tím cả nha ơi. E18 kiều tím giá sẽ là 390. 390.000 kiều tím nè. Cây thuần khỏe bộ rễ đang đi tiếp tục nè. Đi liên tục cả nha ha. 390.000 một chậu, xinh xắn không cả nha. Form cây cũng lại rất là gọn ha. 390.000. Em đang còn một cái giò ghép gỗ nữa nè. Kiều tím đây này cả nha. Hình hoa mùa vừa rồi nở tại vườn. Nó sẽ là cái màu tím hồng, nó đẹp nhẹ nhàng lắm cả nha ơi. Cái họng của nó sẽ là màu vàng nữa. Nhìn nó nhẹ nhàng lắm. E19 nè, kiều tím em đang có một cái giò ghép gỗ như thế này. À, kiều tím giá sẽ là 490.000 cả nha ơi, 490. Bên đây ha. Nè, bên đây là một mặt nè, bên đây là một mặt nữa nè, nhìn rất là sum. Cái này các anh chị nhà mình chăm càng lâu thì nó sẽ càng giá trị cả nha. Đây nè, mầm tơ mới lên nữa nè, 490. Lưu ý là cái giá của bên vườn thì sẽ chưa bao gồm phí ship cả nha. Đây nè, những cái giò ghép gỗ như thế này đóng thùng xốp, phí ship vẫn là 40.000. Phần ship thêm hỗ trợ cho các anh chị. Còn những mẻ nào mà gộp được một thùng, em gộp thoải mái cho cả nhà mình luôn, cho nó tiện cả nha ha. Còn những cái mẻ nào mà ví dụ như nó to cồng kềnh quá, phải đi một mình thì chắc chắn là nó phải đi riêng rồi. Rồi, cái này là A20. A20 em đang có một cái giò vảy rồng này cả nhà ơi. Hoa lan vảy rồng, hoa vàng. Và dòng này thì rất là khỏe nha. Cái này thì form cây nó to nè. Vảy rồng form cây to, lá bự cả nhà ha. Rồi, mẻ vảy rồng A20 giá sẽ là 450.000 cả nhà ơi. 450. Và em cầm trên người thì các anh chị nhà mình có thể án chân được form cây nha. Có thể án chân được form cây cho nó dễ nè. Vảy rồng, hoa vàng. Rất là dễ sao? Cầm nó cũng rất là nặng nữa. Rất là dễ cho hoa cả nhà ơi. Rồi A21 này sẽ là một chậu bạch nhạn cả nha. Bạch nhạn một giò ghép tròn đều, các anh chị nhà mình xem nè. Ghép tròn đều bên vườn cho ăn nắng rất là đanh cây, thì thể nào tới cái mùa hoa cũng sẽ rất là rực rỡ cả nha. Form cây nè, và lưu ý giúp em nha, hàng rừng thì nó sẽ có một số lá chân nè, nó sẽ có những cái lá chân hàng rừng về, nó không tránh khỏi bị rách hay bị bể lá xây xước, nên các anh chị nhà mình cứ chăm sóc nước non thêm, nó sẽ còn căng lá nhìn nó mướt mát hơn cả nha nha. Rồi mẻ bạch nhạn cả nhà ơi, hoa lan bạch nhạn A21 giá sẽ là 950.000. Xứng đáng cả nhà ơi, so với người giúp em nè. Cái này mà chỉ cần một chậu mà ghép tròn như thế này là nó rất là nhiều giống. Rất là nhiều giống, anh chị nhà mình xem nè, ghép tròn đều. Bây giờ anh chị nhà mình đi mua cây không, có khi nó cũng giá cũng rất là nhiều luôn rồi ha. Rồi, 950 cho một cái giò bạch nhạn ghép chậu gỗ như thế này. Hoa lan bạch nhạn, bạch nhạn này cả nhà. Những cái vòi hoa như thế này. Trời ơi, hôm trước em sưu tầm, em ngắm ở trên phay. Trời ơi, anh chị nào nhà mình có một giò bạch nhạn rực rỡ như thế này. Mê luôn á cả nhà ơi. Đó là làm động lực để cho mình sưu tầm thêm những cái giò. Nói chung là mình chăm sóc thêm cho nó tươi tốt. Và qua càng nhiều năm thì nó càng sum hơn nữa cả nhà. Rồi A22. Em xích cái cây này lên giùm chị một chút vậy để chị quay cho rõ cho sâu đụng. Rồi, A22 nè, cái này là hoàng thảo xoắn nha cả nhà, hoàng thảo xoắn rừng Cờ Bang Gia Lai. Cái này thì em ghép theo kiểu là ghép tròn nên thành ra là nhìn nó hơi khó tưởng tượng. À đây nè, đó, em ghép là ghép theo kiểu tròn đều á cả nhà, nên thành ra là khi mà em cầm xuống là bắt đầu nó sẽ xoay ra hai bên. Nhưng mà cả nhà biết làm sao không? Bây giờ nè, mầm tơ nó đang lên nè, đây nè. Mầm tơ đang lên bên đây nè, bên đây nè, bên đây bây giờ mầm tơ em phải nói là nó lên khá là tròn đều luôn rồi. Cái giò này chỉ cần cỡ tầm 2 tháng nữa thôi. Anh chị nhà mình sưu tầm thử đi, 2 tháng nữa thôi là sắp vào mùa hoa và mầm gốc nó cũng đã lên to gấp đôi luôn rồi. Nó lên tới như thế này là rất là xanh luôn. Anh chị trải nghiệm dòng này ha. A22 hoàng thảo xoắn giá sẽ là 850.000. 850.000 cả nhà ơi, dòng này rất là khỏe. Và thứ hai nữa, hoa nó đặc biệt lắm. Dòng này thì nó rất là ít hàng cả nhà ơi. Hoàng thảo xoắn rừng Cờ Bang Gia Lai nha. Cái màu hoa của nó này, hoa của nó sẽ hoa chùm. Một mắt hoa ra nó sẽ thành hoa chùm. Cái họng nó cũng rất là đẹp. Hoàng thảo xoắn là cái cánh nè, hai cái cánh râu của nó xoắn nhìn rất là hay. Đây này, cái giò hoa mùa vừa rồi nở tại vườn, nên là các anh chị nhà mình có thể mình tham khảo được mặt hoa. Rồi, A23, long tu đá hồng cả nhà ơi, đang xuống lá chuẩn bị vào mùa hoa. Long tu đá hồng dòng này thì cũng rất ít hàng, màu cực kỳ đẹp và tươi luôn. Rồi A23 giá sẽ là 240.000 một chậu cả nhà ơi. A23 nha, 240. Các anh chị nhà mình gộp đơn đi. Lá nó vàng là lưu ý giúp em cái dòng đó là nó đang xuống lá, để cho hoa nó phải xuống hết toàn bộ nó mới cho hoa được cả nhà nha. Rồi A24 nè, A24 kim điệp xuân. Trời ơi, sao cái form cây nó xinh vậy nè. Cả nhà mình xem nè, ở trên một cái đế gỗ nhé.
Xong rồi cái đến khi mà có hoa nó sẽ chỉ ra như thế này nè cả nha. Xinh, đỡ bàn đẹp á cả nha. Rồi A24 giá sẽ là 280.000 một giò. A24 280.000. Treo cũng được mà các anh chị nhà mình để bàn trà hoặc là mình để đôn gì cũng xinh cả nha. Rồi A25 cái này là một cái giò hồng nhạn cả nha ơi. Hồng nhạn ha. Nó phong cây nó sẽ mảnh nè, đẹp nè. Đây nè, có tem đầy đủ hồng nhạn. Trời ơi, hồng nhạn chơi tem màu hồng nữa chứ. Quá là dễ thương. Rồi A25 hồng nhạn, một cái giò ghép gỗ như thế này giá là 750.000 cả nha. Sưu tầm cái dòng này đi. A25 750.000. Chuẩn hồng nhạn, hàng nào ra hàng đó nha. Bộ rễ nè, nó rễ anh chị nhà mình có thể mình điều chỉnh vào cho nó ôm vào cái gốc cây cho nó đẹp cũng được nha, tại vì rễ gió là nó sẽ đi lung tung. Hồng nhạn 750, sưu tầm cái giò này đi cả nha. Nó có cái đế bằng nên thành ra là anh chị nhà mình đến khi có hoa mình để bàn cũng được. Hồng nhạn nè, nó sẽ là màu phớt phớt hồng như thế này. Xinh đúng không cả nha? Rất là xinh xắn luôn cả nha. Anh chị nhà mình sưu tầm đi. Rồi tiếp theo nè. À cái giò chuỗi ngọc, chờ em một chút ha. Giò chuỗi ngọc giò nào trước em? 28. À em xin lỗi nha, em sẽ quay cái giò huyết nhung. A26 nè. Em xin lỗi nha, em sẽ đi theo cái mã số nó liên tục cho anh chị nhà mình chốt cho nó dễ. A26 Hoàng Yến, một giò nè, ghép chậu nè, lên cái phong cây đế gỗ như thế này, rễ chi chít nè. Đó, mã này A26 giá sẽ là 540.000 cả nhà ơi. Giá là 540 nha. 540.000. 540.000. Đây, trời ơi, Hoàng Yến dòng này thì hoa nở chơi ngoài 1 tháng cả nha. Hoa lan Hoàng Yến nha. Rồi A27 nè. A27 cái này sẽ là huyết nhung đỏ. Huyết nhung đỏ hàng rừng Cờ Bang Gia Lai cả nhà ơi. Dòng này thì cái giá trị sưu tầm của nó rất là ít hàng luôn. Giá trị sưu tầm cao bởi vì cái màu hoa rực rỡ. Đây cái giò này thì nó sẽ ghép theo kiểu là tròn đều á cả nha. Đây nè, nó sẽ ghép theo kiểu là tròn đều và nó ôm thẳng vào trong cái phần gốc cây hết luôn. Rồi, mã A27 nè, giá sẽ là 1.600.000 một giò nè, như em ôm trên tay. Các anh chị nhà mình có thể mình xem được hết cái giá, cái độ to của nó ha. 1.600.000, giò này đóng thùng xốp. Rồi, phí ship vẫn 40.000 luôn, phần ship thiếu em hỗ trợ cả nha ha. Huyết nhung dòng này hoa cực kỳ tươi. Đây mùa vừa rồi nè, ghép trên cái chậu gỗ mà bung hoa cả nha, mình xem nó rủ xuống rất là đẹp. Hoa phân nhánh nữa, rực rỡ lắm cả nha ơi. Rồi, A28, trời ơi, một cái giò rực rỡ, chuỗi ngọc đang nụ cả nhà ơi. Đang có nụ như thế này nha. Anh chị nhà mình sưu tầm, nụ như thế này mà bung hoa ra một cái em phải nói là rực rỡ cả một cái khu luôn á cả nha. Hoa lan chuỗi ngọc. Rồi để tí nữa em sẽ cho các anh chị nhà mình xem lại hình những cái giò to như thế này nữa tại vườn để anh chị nhà mình thấy cái độ rực rỡ của nó. Nó đang có một số hoa bói cả nha. Hoa bói có nghĩa là hoa trước mùa hoa của nó bói hoa mà cả nhà mình xem nè. Nó có tươi tắn không cả nha. Đây nè. Đó, hoa rất là tươi, khuôn hoa thì lại to nữa cả nha nè. Cái thân này đang còn 3 cái bông hoa bói ở đằng trước nữa cả nha ha. Còn lại nè, các anh chị nhà mình xem nè, đang nụ rất là nhiều cả nha ơi, đang nụ phần trên nè. Nói chung là nó sẽ bố cục phân bố nụ đều hết cả một cái giò như thế này, từ trước ra sau, từ bên phải qua bên trái đều đang nụ cả nha, đẹp lắm. Rồi, mã A28 giá sẽ là 2.700.000 cả nha ơi, giá 2.700.000. Giò này thì phí ship 100.000 nha. Rồi phí ship 100.000 giúp em cả nha ha. Cái này đóng một cái thùng xốp to nặng, ghép gỗ nữa, phần ship thuế em hỗ trợ. Đây, đứng vào cho các anh chị nhà mình xem luôn nè. À, chuỗi ngọc, hoa lan chuỗi ngọc cả nhà ơi, cả nhà xem nè. Đó, một giò như thế này mà mình thấy nó đẹp vậy thôi, chứ muốn sưu tầm những giò đẹp thì Minh Vương em cũng có chia sẻ hàng nụ cho các anh chị nhà mình chơi Tết mà. Đẹp đúng không cả nhà, rất là giá trị luôn. Rồi cả nhà ơi, sưu tầm những mã nào thì nhắn ngay nha. Mỗi mã thì em sẽ có lên chỉ có một chậu thôi.